Vì sao Dương Tử bị mắng thảm hại khi ngồi cạnh Tiêu Chiến, nhưng với Lý Hiện thì không sao cả. Đầu năm 2020, Tiêu Chiến và Dương Tử cùng tham gia đêm hội Đồ Điều Thịnh Điển 2019 tại Bắc Kinh vào tối ngày 8 tháng 1. Khoảnh khắc cả hai cùng chung một khung hình rất lâu khiến fan couple cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trước đó, theo sắp xếp của ekip trước chỗ ngồi của dàn minh tinh Lưu Lượng bao gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Lý Hiện và Dương Tử. Tiêu Chiến đến trước và ngồi vào chỗ của mình, sau đó nam diễn viên tiến lên sân khấu để nhận giải. Trong lúc này, Dương Tử mới đến và vô tình ngồi vào chỗ của Tiêu Chiến. Tiến về chỗ ngồi, Tiêu Chiến thấy Dương Tử đã ngồi vào chỗ của mình nên anh di chuyển sang vị trí bên cạnh. Ngồi cạnh nhau, cả hai vui vẻ trò chuyện, thậm chí còn lắc lư theo điệu nhạc khiến fan hâm mộ cặp đôi vô cùng kích động, vui sướng. Tuy nhiên, đó là niềm vui của fan couple, còn cảm giác của số đông ý kiến dân mạng lại quay sang chỉ trích, mắng chửi Dương Tử cố tình tiếp cận Tiêu Chiến để giở trò sao tác, tạo hiệu ứng cặp đôi để tạo chủ đề PR tên tuổi. Sau khi kết thúc hai bộ phim hot, Dương Tử nên duyên cùng Tiêu Chiến trong dự án truyền hình Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn vừa mới đóng máy cách đây không lâu. Trong phim, Tiêu Chiến đảm nhận vai bác sĩ ngoại khoa, trong khi Dương Tử là nghệ sĩ đàn solo. Chỉ cần xem trailer và cách xây dựng nhân vật như thế, ai ai cũng đoán được rằng đây là bộ phim ngôn tình, chứa đựng những cảnh quay ngọt ngào của hai diễn viên chính. Thế nên, không ít dân mạng đã trở thành fan couple, gán ghét Dương Tử và Tiêu Chiến vì độ đẹp đôi của họ trong poster và trailer, sẵn sàng mong chờ phim ra mắt. So với chuyện gán ghép của fan, thì việc ghép đôi với Lý Hiện lại êm đềm và dễ chịu hơn so với Dương Tử rất nhiều khi bị đặt cạnh cùng Tiêu Chiến. Sau sự kiện, Lý Hiện đăng lên Weibo bức ảnh hội ngộ cùng Dương Tử, nhận được sự ủng hộ của fan Only và fan Oppo Đồng Nhan từ bộ phim Thân Ái, Nhiệt Tình Yêu Thương. Tại sao lại có sự khác biệt một trời một vực như thế giữa Lý Hiện và Tiêu Chiến khi được gắn ghép cùng Dương Tử? Nếu tìm hiểu, nguyên nhân của chuyện này thật ra cũng rất đơn giản. Nhờ kết đôi trong bộ phim Thân Ái, Nhiệt Tình Yêu Thương cùng với Dương Tử, tên tuổi của Lý Hiện mới trở nên hot như bây giờ. Fan cũng dễ chấp nhận hơn khi thấy thần tượng của mình xuất hiện cùng bạn diễn. Đồng thời, lượng fan cặp đôi Đồng Nhan của Lý Hiện và Dương Tử đông đảo và có nền tảng hơn khi cùng đồng hành trải qua thời gian cùng bộ phim phát sóng. Trong khi đó, ở phía Trân Tình Lệnh trở thành bộ phim thành công nhất mùa hè năm nay. Dĩ nhiên, fan cấp bộ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hùng hậu và giữ niềm tin mãnh liệt về cặp đôi của mình. Số đông những lời mắng chửi Dương Tử được cho là xuất phát từ phần lớn fan cấp bộ Bác Quân Nhất Tiêu, fan cặp đôi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Fan couple này không chấp nhận Tiêu Chiến ghép đôi với người nào khác trừ Vương Nhất Bác, thế nên mới bất mãn buông lời chỉ trích. Trong khi đó, phía bên Family của Tiêu Chiến cũng không muốn thần tượng nhà mình cùng diễn viên khác tạo thành tổ hợp couple. Điều này ít nhiều gây phản cảm trong dư luận, dễ bị quy chụp là sao tác PR tên tuổi, nên thái độ của fan Tiêu Chiến cũng là điều dễ hiểu. Vì thế, đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt khi Dương Tử được ghép cặp với Tiêu Chiến và Lý Hiện. Dương Tử có thể nói là một trong những tiểu hoa sinh sau năm 1990 có sự nổi tiếng và nhân khí cao trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong những năm qua, Dương Tử không ngừng nhận phim, đóng phim và đa phần đều thủ vai nữ chính. Ngoài ra, cô nàng còn xuất hiện ở các loại sự kiện khác nhau như thời trang, gala cuối năm. Có thể nói là chủ đề xoay quanh cô nàng không ngừng xuất hiện và ngày càng nổi tiếng. Bấy lâu nay, Dương Tử được công chúng nhận định là một trong những diễn viên giỏi, nhờ vào Hoang Lạc Tụng, Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương mà lấy được nhiều thành tích tốt đẹp. Trong 2 năm gần đây, tác phẩm phim ảnh của Dương Tử đều nhận được nhiều lời khen và đánh giá tốt. Đặc biệt hơn, đó chính là những nam diễn viên hợp tác với cô nàng đều nhận được phúc phận dù đang chìm trong số lận đận. Vì mỗi khi hợp tác với Dương Tử, những sao nam này luôn phát triển và được đông đảo người biết đến, số lượng người hâm mộ từ đó gia tăng không ngừng. Ví dụ như Đặng Luân trong Hương Mật Tựa Sương Khói, Lý Hiện trong Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương vừa được phát sóng vào mùa hè 2019. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được hai sao nam Đặng Luân, Lý Hiện đều có thực lực của mình. Nhưng nhiều người cho rằng hai người họ được để ý là do diễn xuất của Dương Tử tốt nên từ đó đã giúp đỡ bạn diễn phần nào. Nhiều nhà sản xuất vì nhìn thấy độ nổi tiếng cùng với khả năng mang đến rating cao của Dương Tử mà thường xuyên mời cô nàng về làm nữ chính. Thời gian trước, Dương Tử hợp tác với Tiêu Chiến trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và bộ phim này vừa mới đóng máy không lâu thì cô nàng đã vào đoàn phim mới. Lần này, Dương Tử hợp tác với Ngô Diệt Phàm trong Thanh Trâm Hành. Trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, dân mạng đều nói rằng cảm giác cặp đôi của hai người họ rất tốt và rất ngọt ngào. Khi xem mấy ảnh tiết lộ hậu trường, khán giả đều nói rằng muốn nhanh chóng xem bộ phim của hai người họ. Tuy nhiên, nói đến Thanh Trâm Hành thì bắt đầu gây tranh cãi không ngừng vì phiên vị. Nói đến Tiêu Chiến và Ngô Diệt Phàm thì tin chắc mọi người đều biết đến họ và không giữ nổi bình tĩnh. Nhiều người nói Dương Tử thật sự may mắn khi hợp tác với hai anh chàng điển trai.
Nhiều dân mạng có vẻ không hài lòng hoặc ganh tị nên đã đặt câu hỏi như sau: Dương Tử có xứng và hợp với hai đại nam thần hay không? Có dân mạng cho rằng Tiêu Chiến và Ngô Dược Phàm vốn là hai đại đỉnh lưu nên căn bản không cần Dương Tử mang đến sự may mắn. Họ nói cả ba đều là những đỉnh lưu nên tin chắc phim chưa phát sóng đã gây được sự quan tâm chú ý. Trong hai bộ phim, Dương Tử cùng với Lý Hiện và Tiêu Chiến đều có nhiều cảnh thân mật và ngọt ngào, nhưng đó cũng chỉ là diễn trong phim, còn ngoài đời họ tránh nhau nhiều hành động khá thân mật. Có thể nhìn thấy trong đêm hội Quê Bồ 2019 vừa rồi, cả ba người, Dương Tử, Lý Hiện, Tiêu Chiến đều trên sân khấu chụp ảnh chung nhưng xem như người lạ với nhau. Sau khi hoàn tất chụp ảnh chung, Dương Tử bước xuống sân khấu nhưng do chiếc váy đặc biệt lớn và dài nên cô gặp khó khăn. Tiêu Chiến lúc đó đã chuẩn bị giơ cánh tay để nâng chiếc váy lên nhưng lập tức rút tay lại. Còn Lý Hiện, mặc dù luôn nhìn chằm chằm vào váy của Dương Tử, thậm chí có vẻ lo lắng cho Dương Tử nhưng anh cũng không giơ tay ra giúp đỡ. Chính vì clip và ảnh chụp mới đây vừa tung ra, toàn cư dân mạng đều quay ra chỉ trích Lý Hiện và Tiêu Chiến không có phong độ và lịch thiệp như một người đàn ông. Thực ra, cả Lý Hiện và Tiêu Chiến không phải không muốn giúp đỡ, mà là không dám giúp đỡ. Đặng Luân chính là bài học đáng nhớ cho vụ việc này. Trước đây, Đặng Luân cùng với Dương Tử hợp tác trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhờ bộ phim mà cả hai trở thành bạn bè tốt, cho nên sau đó tham gia các sự kiện, Đặng Luân rất tự nhiên dìu đỡ Dương Tử xuống sân khấu. Chính vì một lần hành động đó mà Đặng Luân bị mắng đến thảm hại. Về sự việc đó mà cả hai bên fan hâm mộ cãi nhau kịch liệt mấy ngày trên Weibo. Cho nên về phía Lý Hiện và Tiêu Chiến, dù rất muốn giúp đỡ, nhưng do fan hâm mộ của đôi bên trước đó đã công kích nhau nhiều, nếu như thêm sự việc này thì một trận chiến lớn xảy ra là điều không tránh khỏi. Like rồi unlike, bài viết của Tiêu Chiến. Còn nhớ vào tối ngày 10 tháng 5, Tiêu Chiến đăng một bài viết lên Weibo cá nhân nói rằng không cần tiếp ứng, chỉ mong các fan có thể chăm chỉ học tập, làm việc và xem trọng cuộc sống cá nhân hơn thần tượng. Sau đó, Dương Tử đã ấn thích bài viết này. Mặc dù rất nhanh sau đó mọi dấu vết về cái like này đều mất sạch, nhưng đối với fan của Tiêu Chiến thì chưa từng có bất cứ điều gì có thể qua mặt họ được. Ngay khi Dương Tử vừa ấn like thì các tiểu phi hiệp, tên fan Tiêu Chiến, đã chụp màn hình lại để làm bằng chứng trước tòa. Còn người qua đường thì vốn dĩ chỉ là định nói với nhau Dương Tử đã like bài viết này vì cũng ủng hộ cách nghĩ của Tiêu Chiến trong việc theo đuổi thần tượng của fan. Nhưng không ngờ, sau khi vừa like xong không bao lâu thì cái like đó lại bay mau. Cứ như vậy, netizen xứ Trung lại bàn luận sôi nổi về vấn đề này, em gái Dương Tử lại trượt tay ư? Hành động like rồi lại thôi của Dương Tử vốn chẳng xa lạ gì. Theo thống kê chưa đầy đủ từ dân mạng thì trong những năm gần đây, Dương Tử đã tích lũy được 28 lần trượt tay. Vốn dĩ sau phim, cặp đôi Dư Sinh đã bị nghi là CP thật, cho nên nhiều người đã lý luận rằng Dương Tử bỏ thích bài viết của Tiêu Chiến ngay sau khi ấn like là vì sợ fan của Tiêu Chiến phát hiện sẽ trách mắng và tấn công cô ấy. Trên thực tế, có rất nhiều câu chuyện về Dương Tử và Tiêu Chiến. Vì một vài nụ hôn của hai người, Dương Tử đã bị người hâm mộ của Tiêu Chiến mắng mỏ, bôi đen. Nhân vật của Dương Tử bị gạt bỏ vì Dương Tử bị cho không xứng đáng nhận vai Lâm Chi Hiệu này. Nhan sắc của Dương Tử cũng bị cho là rất tệ, không xứng đôi với Tiêu Chiến. Những thị phi của Dương Tử bị đào lại và cô ấy nhận phải một cuộc tấn công cấp S từ netizen. Trong thời gian qua, người hâm mộ hai bên cũng luôn cố gắng chống đối lại việc kinh doanh của Dương Tử và Tiêu Chiến.